影片开始前，你还没有订阅我的频道吗？赶快订阅我的频道，这样你才不会错过最新的影片资讯哦。OK， 影片开始 ，Let's go。好，大家好，我是杰克，我现在人在越南的胡志明市，这个是出名的步行街啊，阮惠大街。我之前来这里做过街访啊，我今天呢又要来街访了，就是在越南街访。今天在越南要街访什么题目呢？哦 ，OK， 也是我的老问题了。我想要知道，就是外国人是怎么看待我们两岸关系的啊？所以我们今天就来问问越南人，看他们怎么看待台湾跟中国啊这两边两岸的这个关系。我要问他们，台湾是不是中国的一部分 ？Let's go。安妮啊，台湾是某份国中国空。台湾是某国家独立。台湾是某国家独立。台湾。không phải một phần của Trung Quốc. Không. Không, tại sao không? Đài Loan đâu có nộp thuế cho Trung Quốc đâu. Nếu là một phần của Trung Quốc thì phải nộp thuế cho Trung Quốc chứ. Ok, Đài Loan không phải một phần của Trung Quốc. Yeah. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn anh, xin lỗi. Cảm ơn. Ok, I'm a YouTuber from Taiwan. Ok, I ask you a very easy question, ok? Do you think Taiwan is a part of China? No. Why not? I think it have independence island.There. Taiwan is an independent island. Yep. Is Taiwan a country? Yes. Okay, that's what you think? Yes, yes. Okay. Thank you. Anyway, yeah, thank you. Xin lỗi, unlike YouTube, can I ask you a very easy question? Can you speak English? Nói tiếng Việt được không? Được, được. Okay, okay. Anh là một vấn đề rất là dễ. Yeah. Hỏi em, okay. Em nghĩ Đài Loan là một phần của Trung Quốc không?Dạ không ạ. Không à? Dạ đúng rồi. Tại sao không? Tại Đài Loan là Đài Loan, Trung Quốc là Trung Quốc chứ. Đài Loan không phải một phần của Trung Quốc. Tại sao không phải? Em nghĩ như vậy thôi. Just nghĩ vậy thôi. Dạ. Ok. Còn em nghĩ Đài Loan là một phần của Trung Quốc không? Dạ không ạ. Tại sao không? Tại vì Đài Loan với Trung Quốc là hai cái ấy nó khác nhau á. Là...không giống. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ok, cảm ơn em. Tiếng Việt được không? Chỉ có một vấn đề rất là dễ. Ok, phải hỏi em. Em nghĩ Đài Loan là một phần của Trung Quốc không? Không. Tại sao không? Theo em biết là vậy. Không biết à? Không biết nữa. Nghĩ là không. Ok, nghĩ là không. Ok. Đài Loan là một phần của Trung Quốc không? Em nghĩ.Em biết Đài Loan không? Biết. Em biết Trung Quốc không? Biết. Đài Loan là một phần của Trung Quốc không? Phải. Em nghĩ yes. 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 Tại yes. sao? Không biết. Không okay. Không giỏi lắm. Không biết nói. Nhưng mà em nghĩ yes. Yes. Okay. Thank you. You speak English? I speak English a little. Okay. I speak English a little too. Okay. Okay. Are you Vietnamese?Vietnamese? What does it mean? Em là người Việt Nam không? No, I'm Korean. Okay, Korean. Okay. I'm a Taiwanese. Okay. Yeah. Just a very easy question. Okay. Yeah. You think Taiwan? Yeah. Is a part of China? China? China. You know, China and Taiwan. No, I'm not China. No, I mean. Yeah. Is Taiwan a part of China? Taiwan. Taiwan is part of China. How do you think? Yes or no? How to say? I don't know. Just yes or no. Yes. Yes. Yeah. Why? I don't know. Okay. You don't know. But your answer is yes. Yeah. Taiwan is a part of China, right? Part. What do you mean? Part. Just like Taiwan and China together, one country. Now. Now. Yeah. Now. I think no Taiwan. No. Taiwan is.Very good people, is many. What about China? But China is no good. Because... Why? I think China people is little... Some people is, you know, little is no manner. No manner? Yeah. Okay. And it's very... Well, I go... 시끄럽다? After it's no manner. No manner? Yeah. But manner or no manner is a thing.
But Taiwan and China is one country. That's another thing. You understand? Yeah. So you think Taiwan is not a part of China just because of Chinese people, no manner? Yes. Really? No. Okay, anyways, your answer. Yeah. Taiwan is not a part of China. Taiwan, China, not a country. Oh, I think not of country. Now it's not of country. Okay, now it's not. Okay, understand. Yeah. Thank you. Okay. Excuse me, can I ask you a question? No. Are you a Vietnamese? Huh? I'm not no, Vietnam. Kong. I'm Thailand. Thailand? Yes. Okay, that's okay. You speak English? No, little bit. Yes. What about your boyfriend? Just friend. Yes. Okay. You know Taiwan? I'm Taiwan. Taiwan, yeah, I know. Taiwan, Thailand, different. Taiwan, Thailand, different, huh? Okay. You know China? Yes, I know China. You think, is Taiwan a part of China? I don't know. You don't know? Yeah, I'm dumb. You're dumb. I'm dumb. But you understand my question? Yes, I understand, but I don't know. Okay. I'm dumb. It's only... Political question. Okay, don't answer. Thank you. Chua alaika. Nita. Yeah, Nita. Okay. Sawadika. Sawadika. Okay, ha. Okay, ha. 胡志明是很多外国人。再来。Hello. Hello. I'm from Vietnam. Yes. Okay, Vietnamese. Speak English? Yeah, English. You English. Okay. Nói tiếng Việt. Anh nói tiếng Việt. Anh nói tiếng Việt, okay. Em nghĩ à, Đài Loan.Là một phần của Trung Quốc không? Đài Loan hả? Em biết Đài Loan không? Dạ biết. Em biết Trung Quốc không? Dạ biết Trung Quốc. Ok, Đài Loan là một phần của Trung Quốc không? Một Đài Loan? Quốc gia, không, đâu. Đài Loan với Trung Quốc khác nhau mà. Khác nhau à? Dạ, Đài Loan với Trung Quốc nó không cùng chung một cái. Ok, không phải một quốc gia, là hai quốc gia. Dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Anh nói tiếng Trung Quốc, anh là người Trung Quốc.Anh là người Đài Loan. Đài Loan hả? Đài Loan rất tốt hơn người Trung Quốc đó. Em thích người Đài Loan hơn Trung Quốc. Nhưng mà tại vì em biết nói tiếng Trung Quốc. Tại sao không thích người Trung Quốc? Trung Quốc hả? Có những thứ mình không thích, có những thứ mình thích. Thích của những thứ của Trung Quốc nó cũng rất là thông minh. Nhưng mà có những cái tập quán của người Trung Quốc nó không có được tốt cho lắm. Nhưng mà thật sự có những cái mình phải thích. Ok, nói nhiều anh ấy không hiểu. Không hiểu. Ok, cảm ơn. Anh có một vấn đề rất là dễ phải hỏi em à. Em nghĩ à, Đài Loan là một phần của Trung Quốc không? Em nghĩ là không. Không, tại sao không? Tại vì theo em được biết thì Đài Loan nó là một, giống như là một lãnh thổ riêng vậy. Ừ. Vâng. Là Đài Loan là có người lãnh đạo của Đài Loan. Ừ. Là hai quốc gia. Ok. Cảm ơn em à. Em nghĩ à, Đài Loan là một phần của Trung Quốc không? Không. Dạ không. Tại sao không? Không biết, nhưng mà em là nghĩ là vậy. Ok. Cảm ơn. Còn em, tại sao em không? Em cũng nghĩ là không à. À, con à? Dạ. Ok. Where are you from? Vietnam. Oh, you are Vietnamese. You can speak English well, right? A little bit. Okay. Just one question, very easy question. Okay. Is Taiwan a part of China? I don't know exactly. Okay. Sorry. Just how you think?I came from Taiwan one time already. Okay. The food is good, and I think it's China. It's China. Yes. So Taiwan is a part of China. I think that's your answer. Uh-huh. Okay, that's okay. Good. No problem. Okay. Which city you came to Taiwan? Because I'm from Taiwan. Which city? I don't know exactly. Because I go Taipei.Taipei, okay, yes. Okay. You like Taipei? Uh-huh, yes. Welcome to Taipei again, okay? Okay, thank you, bye-bye. Hi, how are you? Can you speak English? I speak English and Chinese. Okay, okay. Are you a Vietnamese? No, where are you from? Taiwanese. You are Taiwanese, so this question, I'm not going to ask you, okay? What about your girlfriend? I am Vietnamese. Okay, Vietnamese, okay. I ask you a question.Your boyfriend cannot answer, only you can answer, okay? Very easy question, okay? Đài Loan là một phần của Trung Quốc không? Em nghĩ? No. Tại sao không? Là hai nước khác nhau. Là hai nước khác nhau? Dạ. Why?
哪里 ？OK， 等等。好了，我也是台湾人啦。哦，是我来做街访，台湾是不是中国的一部分？看看越南的外国人怎么认为，然后还有越南人怎么认为。哦，我刚刚在旁边就有听到，我想说，所以我想这个问题就不能问你，但是我还是问一下。来，你觉得台湾是中国的一部分吗？我觉得这部分我在媒体前面我也不方便表态出来啊，就不知道他们都表态了，因为我们朋友也有在中国工作嘛，那你又不是你，但你这样讲不就等于讲了吗？好了，没关系啊 ，OK OK， 好，谢谢你啊，谢谢你是台北人哦，我台北，哦，我高雄人，哦，你好。以上呢就是我在越南胡志明市阮会步行街的这个街访，问越南人，当然还有一些外国人啦。问他们怎么想，他们怎么看待两岸问题，他们觉得台湾到底是不是中国的一部分 ？OK， 那其实事实上，经过我这样实际的街访，好像蛮多越南人真的觉得台湾不是中国一部分，但是也有一些人觉得啦，哦，所以这个就是忠实的声音呈现给大家 ，OK， 捷克街访国际版，随机再推出给大家。我是有捷克，我们下次见，拜拜。你好。你好。OK， 新早。你现在过来越南好吗？好不好吗？好。你过来越南呢？漂亮吗？越南漂亮。漂亮啊！人越南人和人呀，越南好不好？好。好啦。吃饭好不好吗？吃饭好。好啦。哎呀。你 là bao nhiêu tuổi? Dạ em 20. 20. Em 21. 21. OK. 哎啦。Có IG không? Nói đi. Dạ. Instagram. Instagram. Có Instagram. Có Instagram. Mà em không có để. Không có. Em không chơi. OK. Cảm ơn. Dạ, bye bye. Bye. OK. 没办法，我给大家要 IG， 他们不给就算了啊。